Vâng, xin kính chào toàn thể các bác nhé. Trước mặt các bác đây là một bộ đôi phân tần loa chuyên dùng cho 715 nha. Đây là mẫu đã được tối ưu hóa, cân chỉnh đến mức tối đa. Đấy. Đây các bác nhé. Đây là cái tem này em tặng theo này. Các bác về là lưu ý là đừng có dán tem vội. Đấy, lưu ý đừng có dán tem vội. Các bác nắp cái mạch phân tần này vào trong cái thùng, sau đó các bác hàn dây. Đấy. Hàn dây đây thì là MF ở đây là loa bass này. Còn HF ở đây là loa tép này. Đấy, và mạch thì có từng này linh kiện thôi, không nhiều lắm. Mạch này bên em đang bán là 750.000 một đôi. Đấy, là trong trường hợp là có tem hay không tem thì giá cũng không thay đổi nhé. Đấy, các bác không lấy tem được, mà lấy tem được, hết tem thì em trừ cho các bác 50. Đấy, còn có tem hay không có tem thì không nói. Cái đây là cái mạch phân tần cho dòng 715 này. Đấy, cuộn dây bass là dây 1 ni này, cuộn dây cản tép là dây 0,8 này. Đấy, và đây là công con điện trở 5W, 50W 4 ohm này. Đấy. Một con trở là 7W 8 ohm này, và đây là điện trở này em đã giấu đi rồi. Đấy. Có con tụ này, tụ nọc sau tép này. Đấy, tụ này tụ nọc trước tép này. Đấy, con này không có tụ nọc bass nhé. Đấy. Các bác mà thích nhiều lời thì cắm thêm tụ vào. Đấy. Cắm tụ đấu song song với hai cực này này, MF này. Đấy. Đây cái mạch này thì là có hỗ trợ là cái chức năng là gạt passive và pick arm. Đấy, nếu mà các bác mà chơi passive tức là cộng 1-1 là đấu ra cả bát cả tép luôn, còn pick arm thì là các bác đấu cộng 1-1 bát cộng 2-2 tép. Đấy, thì sẽ gạt xuống pick arm ở dưới này. Ví dụ mà các bác về đánh theo kiểu đánh live show ấy thì là pick arm này, riêng cái đường tép thì nó qua đúng con điện trở này thôi, qua con trở 4 ohm thôi. Bát này anh trực tiếp tem là qua đúng con điện trở này thôi. Đấy. Còn nếu mà các bác đánh passive, đánh passive thì gạt công tắc lên trên là đánh cộng 1-1 ra là cả bát cả tép luôn. Đấy, rất là hay đúng không? Đấy, mạch này thì em hỗ trợ là đánh chống cháy tép, chống chết tép tối đa nhé. Đấy. Các bác mà đánh cái mạch này vào tép 750 đánh tiếng là chỉ có 2 trở nên thôi. Rít mic này đến mức gọi là phải gọi là siêu đẩy đánh mới chết được loa. Cái mạch này tải cho tép lớn nhất là tép 1000. Đấy, còn tép bé nhất là côn 44. Đấy, nếu mà côn 44 là các bác đánh trong vòng 5 tiếng 6 tiếng mà đánh live show thì vẫn chịu được, còn nếu mà đánh mà theo kiểu là dã nhạc sàn thì em không chắc chắn lắm, bởi nhạc sàn thì cũng tùy từng bài, nhiều bài tính tép tít mạnh quá. Nhưng thường là các cái mẫu mạch này em bảo hành cho các bác, nếu mà đánh mà nổi thì các bác gửi về Việt Nam đổi cho các bác cái mạch khác. Cái này nắp cho tép 750 nhá, bao đánh thoải mái, đánh 8 tiếng 10 tiếng đi dây nhạc sàn đánh thoải mái, không chế tép. Đấy, dám đảm bảo cam kết với các bác như vậy. Đấy, mạch này như này thôi nhá, 750 nhá. Đấy, một đôi là có cái tem này. Lưu ý các bác này, từ nãy giờ giới thiệu hay quên, bác về mà nắp mà nó tức là các bác nắp cái mạch này vào cái thùng nhưng mà không vừa, các bác tháo ốc này, ra, tháo hết tất cả ốc này ra, các bác thả cái bảng mạch này vào trong cái thùng nha, xong bắt đầu là giữ cố định. Đấy, xong bắt đầu là bắt ốc lại như bình thường là vào, bởi vì nhiều cái thùng Việt Nam ấy là làm điêu, nó khoét lỗ nhỏ không vừa. Đấy, nắp cái hậu này thì vừa khít luôn. Đấy, nắp hậu này nhiều cái là nắp vào nó còn là hơi chật. Nếu mà cái mạch cái thùng xịn đi, thùng như bên em cung cấp đi thì là nắp kể cả hàn sẵn dây vào đây luôn, hàn sẵn vào như này ốp vào luôn, thoải mái luôn, nó không vướng không chặt trội gì cả, rất là rộng thoải mái luôn. Đấy, thì đây là demo các bác cái mẫu mạch này nhá. Đây, mạch này hôm qua là hàn sẵn cả dây luôn rồi, hàn sẵn test thử rồi, tiếng rất là hay. Đấy, đang test thử thì test ở tầm đêm mà đang test thử thì ô tô chạy qua đứt dây điện, đứt luôn cả hai nhà. Đấy, nhà em và nhà hàng xóm đứt dây điện thế này. Bây giờ Hưng Yên một ngày mưa gió, trong tình trạng bây giờ đang có gió không có mưa, lại cũng đang mất điện này, không có điện mà dùng. Đấy, rồi thì các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp nhé. Các bác đấy là các bác nào thích hàn dây thì em sẽ hàn sẵn cho đoạn dây xịn nhá, không phải dây chợ đâu. Đấy, các bác về đánh passive gắn lên trên, đánh cái cam mà xuống dưới. Các bác lưu ý nhé, bạn CB là đánh cả bát cả tép luôn. Còn pick arm là đánh bát riêng và tép riêng nhé. Ok, hẹn các bác clip lần sau nhé.